Vâng, xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mark Home. Kính thưa quý vị, nằm trong chuỗi series khảo sát những các công trình do công ty Mark Home chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Thì hôm nay, ekip của Mark Home đang có mặt tại chỗ công trình của chủ đầu tư là anh Thắng ở tại thôn Xuân Nội, xã Xuân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và để tham quan và chi tiết hơn về cái công trình của anh Thắng đang trong tiến độ như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân tôi bước vào khu vực phòng chính này. Đây, như quý vị có thể nhận thấy ngay thì hiện tại công trình thì đang mới đến giai đoạn đó là ghép cốt pha và làm sàn tầng 2. Tuy nhiên thì nếu như quý vị có thể quan sát qua cái phối cảnh 3D mà chúng tôi thiết kế cho anh thì quý vị có thể nhận thấy ngay mẫu nhà của anh được thiết kế theo hơi thở đó là thiết kế tân cổ với những cái đường nét mang một chút tân cổ điển bởi những cái đường phào chỉ. Và cái diện tích của công trình chỗ anh Thắng thì có diện tích khoảng gần 100 m² một sàn, hai sàn khoảng tầm 200 m². Và dưới tầng 1 thì được bố trí công năng đó là một phòng ngủ, một phòng giặt, một phòng vệ sinh chung, một phòng sảnh cộng khách. Hiện tại thì do là cái quá trình thi công ở đây vẫn chưa được hoàn thiện và vẫn còn đang rất là ngổn ngang các cái giáo ở đây. Chính vì vậy tôi sẽ không thể nào hướng dẫn quý vị và các bạn chi tiết các cái phòng ở trong được. Thì tôi xin hứa với quý vị sau khi công trình của chỗ anh Thắng hoàn thiện thì tôi sẽ review chi tiết, một cái video review chi tiết hơn. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân tôi bước lên trên khu vực tầng 2 để xem cái quá trình làm thép cũng như là chuẩn bị cho công việc ghép sàn để đổ sàn tầng 2 như nào. Xin mời quý vị và các bạn. Vâng, và như quý vị và các bạn có thể thấy hiện tại thì chúng tôi đang có mặt trên khu vực sàn của tầng 2 để chuẩn bị đổ. Thì quá trình đang làm cốt thép ở đây. Và trên tầng 2 này sẽ được bố trí công năng đó là gồm 3 phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một phòng kho và một phòng thờ. Thì để tìm hiểu về cái quá trình thi công làm cốt thép như thế này có những cái điều gì cần lưu ý thì sau đây tôi sẽ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân tôi đi gặp kỹ sư Đức Anh là người trực tiếp giám sát cũng như là thi công ở đây. Thì để anh đấy sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn. Vâng, xin chào Đức Anh. Vâng, chào anh ạ. Đức Anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả xem là cái trong cái quá trình làm cốt pha như thế này, làm cốt thép như thế này thì có cái điều gì cần lưu ý để quý vị các bạn có thể biết được không? Một số cái vấn đề lưu ý của chúng ta sẽ là liên quan đến việc là chúng ta buộc cốt thép. Thì cốt thép đây nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà lại có rất nhiều nhà và rất nhiều nhà bác thợ là buộc nhầm và buộc sai. Nó không ảnh hưởng quá nhiều nhưng mà vô hình chung nó không tốt. Thì để mà nghiệm thu cốt thép thì chúng ta sẽ nghiệm thu cốt đai. Cốt đai chúng ta ở đây sẽ là 200 thì chúng ta sẽ kéo cái thước ra và kiểm tra giữa hai đai liên tiếp xem có đúng chuẩn không, thì tại đây sẽ là chuẩn rồi. Và trong quá trình buộc cốt thép đai thì có một cái vấn đề cần lưu ý đó là cái mặt nối mặt bẻ thép chúng ta không được để cho nó cùng trên một mặt phẳng. Đây quý vị có thể thấy là đây là các bác thợ đang buộc so le. Ở trên đây sẽ là buộc bên trên, ở đây sẽ là bên dưới. Tương tự những cái cốt thép, những cốt thép đai ở đây cũng thế. Cái mục đích của việc buộc so le như thế có tác dụng gì trong cái quá trình chịu lực không? Anh nghĩ là chắc sẽ liên quan đúng không? Chúng ta sẽ giảm đi cái lực cắt ở trên cùng một mặt phẳng, nó sẽ nhỏ đi. Và thay vì nó cắt cùng cái mặt phẳng, chúng ta sẽ chia đều nó ra, các mặt phẳng khác nhau. Ok, thế thì ở đây này anh thấy có một cái điều rất là đặc biệt ở trên này, khi mà tại sao các cái phần cột như thế này thì lại được cắt để chờ đó là với cái tỷ lệ anh thấy nó không liên quan nhau lắm, khi mà cái kiểu lệch như này thì không biết là nó có ý gì ở đây không? Vâng, cảm ơn anh Trường. Có phải là bình thường anh thấy là mọi người sẽ cắt ngang đúng không? Đúng không? Bình thường anh thấy là nó cắt bằng phẳng luôn này. Cắt ngang. Thì không biết là quá trình cắt ngang như thế là chúng ta đã bị cắt sai. Thì như trong tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế và tiêu chuẩn thi công cũng thế. Tức là tại những vị trí mà cắt thép chúng ta không được cắt quá 50%. Tại đây là 4 cây. Quá 50% tức là quá 2 cây trên cùng một mặt phẳng. Thì tại sao lại như thế? Bởi vì là nó cũng giống như cái việc chúng ta buộc cốt thép đây. Khi mà chúng ta cắt so le thế này thì quý vị có thể thấy là trước tiên là tôi sẽ nói về cái việc là chúng ta cắt trên cùng một mặt phẳng đi. Thì khi 4 cây thép chúng ta sẽ gần như là nó chịu chung một lực cắt ở trên ở cùng một cái vị trí cột, như thế nó sẽ gây nguy hiểm cho cột. Thì thay vì thế là chúng ta cắt so le thì bốn cây thép nó sẽ ôm vào nhau theo cái kiểu là so le và nó không cùng một mặt phẳng, như thế nó sẽ giảm đi cái lực cắt và giảm đi cái độ nguy hiểm tại vị trí chân cột. Tại vị trí chân cột đây thì sau này chúng ta hạ cốt thép dầm xuống, chúng ta sẽ phải đai rất nhiều vào, đặc biệt là vị trí chân cột, để trong quá trình mà chúng ta nắn cân chỉnh hoặc là trong quá trình đổ bê tông thì đảm bảo được rằng là bốn cây thép luôn thẳng và đúng vị trí của nó, không sai lệch. Quý vị các bạn có thể tưởng tượng một cách dễ dàng, đó là như thế này. Khi mà quý vị các bạn nếu như cắt bằng như thế này thì cái việc mà nối cột lên để lên trên cái tầng trên thì khi mà có vấn đề về kết cấu ấy, nó sẽ rất dễ bị gãy ngang như thế này. Nhưng khi mà cắt theo cái tỷ lệ như thế này thì nó sẽ có cái khả năng gánh chịu lực cho nhau. Đó là cái lý do mà tại sao mà các bác thợ lại phải cắt như thế này. Đó. Và xin lưu ý mọi người là về cái vấn đề là bạt tại chúng ta lót bạt tại vị trí của cốt pha thì đặc biệt là các bác thợ nên lưu ý rằng là chúng ta là phải lót đúng lớp, lót đúng mặt của bạt để tránh cái việc là sau khi thi công xong chúng ta không thể lột được bạt và nó lại còn dính rất nhiều là cái bột của mặt sau của bạt ở trên tường. Thì cái vấn đề đấy sau khi chúng ta lột bạt xong rất khó để vệ sinh lớp bột đó và rất khó để mà chát trần, nó ảnh hưởng đến chất lượng, đúng không? Đúng rồi. Okay. Chúng ta tốn rất nhiều công để cho xử lý cái việc đấy. Mà okay. Nó chỉ là một cái vấn đề rất đơn giản thôi. Đấy là quý vị xin nên lưu ý cái mặt bạc nó phải chuẩn. Vâng, vừa rồi đó là những cái chia sẻ của chỗ kỹ sư Đức Anh ở đây để quý vị các bạn có thể nắm được những cái thông tin cụ thể nếu như quý vị các bạn có trực tiếp kiểm tra các cái công trình của nhà mình. Và xin cảm ơn Đức Anh. Vâng, cảm ơn anh Trường. Vâng, và vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn quý vị và các bạn cách kiểm tra, nghiệm thu cái quá trình làm cốt thép như thế nào và những lưu ý của nó. Còn cái quá trình tiến độ thi công cũng như là khi hoàn thiện đưa vào sử dụng như thế nào thì quý vị các bạn hãy chờ đón những cái số tiếp theo của chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Và nếu quý vị các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và subscribe để chờ đón những cái video tiếp theo của chúng tôi. Và nhớ đừng quên ấn chuông thông báo nhé. Còn bây giờ tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở các số tiếp theo. Xin cảm ơn.